Thứ nhất là mình trồng cái chuối quy mô, tức là cái mục tiêu của mình là trồng cái chuối quy mô, Rồi. thì mình sẽ thu nhập trên cái chuối quy mô, Đúng. mình sẽ đầu tư cái chuối quy mô. Đúng. Nhưng bên cạnh cái chuối quy mô đó, mình có thể lùm cỏ cho nó. Ừ. Thì bên cạnh lùm cỏ đó mình sẽ trồng cái gì? Ừ. Đó, mình trồng bắp, thưa. Rất là hiệu quả. Dưới bắp á là cái gì? Khoai lon. Mà khoai lon nó không có cái dùng cái vòi của nó không có quắn cái bắp, nó không quắn cái chuối, À, nó là phát mình triển thu trong một cái lúc thành á, à, thu không ảnh hưởng gì đến cái đúng cây chủ lực của mình hết. đúng, mình thu một lúc là bo lại luôn, tức Ừ. là đây là bo tàn. Ừ. Ba Ví tặng dụ cái như loại đất khoa này. học, như ví dụ như hồi xưa nó là gọi như là sen 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 canh, canh, à sen canh, nghệ sen thuật sen canh, canh á, nhưng mà luân sen canh, canh sen canh là sen canh, luân canh thì khó, bên này sen canh đó. đó. Nên một lá cốt của mình á là mình cốt một phát á là mình hiệu quả gấp 3 lần anh mua mà đầu tư một cái chuối không. Đúng rồi. À, xin chào mọi người. À, hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Và trong có chủ series tham quan về những mô hình làm vườn và chăn nuôi của cái YouTube miền cây xứ Quảng của mình. Thì hôm nay thì mình lại đến với nhà gia đình của anh Thiệp. Anh Thiệp đây thì trước đây mình cũng đã đến đưa mọi người đến thăm gia đình anh ấy một lần rồi. Anh có cái mô hình nuôi chim tỉ rất là hay. Và hôm nay thì ngoài việc nuôi chim tỉ ra thì anh có xây dựng một cái farm nông nghiệp. Và hôm nay thì mình đã liên lạc với anh và mình đã đưa mọi người sẽ đến thăm cái farm nông nghiệp này. À, thưa anh Thiệp, hôm nay thì rất vui được lần thứ hai ghé thăm gia đình của anh. À, Ok. trước hết thì chúc gia đình anh luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Được. À, hôm nay thì rất mong anh có thể là cho khán giả của miền quê xứ Quảng là thăm cái farm nông nghiệp của anh xíu. Cái mô hình chim tỉ của anh thì khán giả được tham quan rồi. Thì hôm nay thì mong anh có thể là cho khán giả đi tham quan cái Rồi. mô hình nuôi cái farm nông nghiệp của anh một xíu. Anh trước hết là bây giờ có thể là trước khi tham quan thì anh có thể giới thiệu sơ qua về cái phong của mình xíu được không anh? Dạ, kính thưa bà con ạ, thì mình là Trần Minh Thiệp, đã tốt nghiệp cử nhân Việt Nam học, thì năm nay sinh năm 1986. Thì đây gọi là cái farm, nhưng mà nó đủ cái diện tích để mình làm cái farm, bởi vì nó đạt diện tích là 10.000 mét vuông trong một cái lòng suối 200 mét suối. Nước thì mùa nắng thì không có bị cận. Thì bây giờ là mình đầu tư là rau củ quả, nhưng mà tương lai tức là đầu tư ngắn hạn rau củ quả trong vòng 1-2 năm đầu, sau đó là mình sẽ đầu tư cỡ bao nhiêu nghìn cây cau đó, cái rồi mình À. chăn nuôi ba cái con vật cái này á. Thì cái chỗ này mình đang xây dựng để mình À. nuôi heo mọ, nuôi heo rừng À, khu đây là đang xây dựng để à, thương rồi qua hai mình mỏ cho nè. nó uống nước tự nhiên. À. Thì dự kiến là 100 heo À. đã cọc tiền Nghĩa là trong cái đây là cái mô hình farm này thì mình đang mới xây dựng cơ bản ban đầu. ban Nên hiện đầu bởi tại thì vì bây giờ mình đang trồng rau để trồng mình lấy dáng rau, nuôi về đúng đó thì rồi, hả? trồng rau trồng bắp, chủ yếu là chuối quy mô. Cái À. farm này là 1.500 cây chuối quy mô, 1.500 quý cái mô. đúng, đọt Sau đó với chuối lại trước tiên là mình trồng cái rau, chuối quy rau bắp mô. đồ để Cái làm nuôi dạy là ban xen đầu. kẽ là có bắp, có rau lan, nhưng mà bây giờ hiệu quả kinh tế cao lắm. À. Rồi bây Bây giờ có giờ thể là nhờ Thiệp đi trực tiếp đúng đây rồi, là cái ấy để giới thiệu đúng cho mọi rồi, người một xíu. cái này xỏa mình Đây là trồng, cái xỏ, mình trồng xỏ đó em ha. xỏa này 18.000 á, nguyên ló nguyên cây ship á. À, là nghĩa là xỏ này là 1 năm 15.000 một ký á hả? Dạ, một cái À. bên đây về từ bây giờ cái xỏa Cái đây là em đang dự định là đồ ô nuôi cá hay là cái gì đây? Ô này ô cá là cái gì đây? cái ô này nó rất là nhiều việc. À. Thứ nhất á là mình có thể chứa nước, Chứa nước. mình nước có, nhưng mà có ở quê ở Tiên Phước mình là cái có tre le, có trong cỏ rồi là tiêu thụ rất là yếu. Em định nuôi ốc bươu À, đen, ốc là ốc ốc bươu đen á. dạ, Ốc trữ lực dồi cái á. ô này nuôi À. cỡ 10.000 con. Ừ, ốc bươu thấy là thị trường bây giờ nó nhiều dễ tiêu thụ hơn đúng không? Ở Ốc dưới cái cá. trại chim tỉ đó, trại chim tỉ bây giờ nhiều lắm, À. còn À, đây. Thiệp này thì hôm trước cách đây khoảng chừng 1 năm mình có đưa mọi người đến thăm cái mô hình chim tỉ của anh Thiệp rồi. Và theo chia sẻ của anh Thiệp thì mô hình chim tỉ hiện tại đang phát triển cũng rất là tương đối rất là tốt. Và hiện tại thì ngoài việc nuôi chim tỉ ra thì anh đầu tư cách nhà khoảng tầm chắc Một cũng km hai chứ anh, 1 km hả? Là anh xây dựng một cái farm nông nghiệp trên đây. dù sao thì chim tỉ trên đất cũng nông Đà Nẵng mình á, trong Trung Bộ á, thì nó vẫn là siêu lợi nhuận. À, việc nuôi chim tỉ của em trong thời gian qua tình hình dịch bệnh nó cũng tương đối phức tạp thì có ảnh hưởng gì nhiều không em? Ảnh hưởng chứ, nhưng mà không có khách, với lại không có cái gió cỏ, nó không có người người khách hàng không thể ăn được.
nhưng mà em vẫn trụ được. Vẫn trụ được hả? Nghĩa nhưng là mà vẫn trong cái quá trình nuôi rồi có số lượng là 1.000 con, 2.000 con là em có không biết á. Thì em đưa ra những cái trẻ khó, bởi vì em nhiều vấn đề lắm, bởi vì có khi em mua đất mua ra rồi nó tốn tiền trăm á. Dịch bệnh mà vẫn mua đất được, mua đất được rồi dính nợ. Là do đầu tư nhiều cái, đúng nhiều, rồi, nhiều, đúng rồi, nhiều đúng cái rồi. Quá nên bây giờ đôi lúc nó cũng bị khó khăn về kinh khó tế khăn. Ha. Nhưng mà không 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 nghèo. Ý là cái khu vực này là mình trồng chuối cái mô, rồi phía dưới là mình trồng tận dụng mình trồng rau lan hả em? Đúng, cái này em thiết kế nó 3 tầng. Tầng đầu tiên là chuối cái mô. Tầng thứ nhì là bắp. Bắp. Thứ ba là rau lon. Rau lon. Tức là cái trữ lượng rau lon của em bây giờ là phải nuôi được 100 con heo rồi. Nghĩa là mình sắp tới là mình nuôi sẽ tiến hành nuôi heo mòi. Không, nuôi heo quê luôn. Heo quê, heo heo đen quê, hả? Heo sạch, heo 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 trắng luôn. Heo trắng luôn. Với lại heo rừng le, heo rừng le thì có dưới nhà rồi. Nhưng mà cái này là em phải nuôi 100 con heo. 100 con heo. Em cọc tiền rồi. Ừ. Tức là em mua giống rồi. Là heo heo trắng á. Heo mắm cái đại roa là để em ra. Mua một lứa. Còn có số kia là F1. Nhưng mà nuôi là nhưng em mà nuôi theo hình thức là bây giờ kiểu không nhà thích quê nuôi là cho rau, ăn rau không không thích chứ nuôi không rau. không Rau với làm lại bột. hèm bia. Hèm bia là anh em ship đến nơi là 10 gió 10 1.600, 1.700 1.700 một ký. cái đưa xe lô vô. Đang đưa vào tới nơi là nghĩa là em cho an toàn là những thức ăn hữu cơ không á, nghĩa là Đúng rồi, rau lon này rồi hèm còn bia này. máy móc là máy nổ chứ trên này điện năng lượng mặt trời chứ không không đủ công suất để mình chạy điện buffer. Quay không đủ công suất để mình chạy điện motor ký rưỡi á. Còn cây chuối này cũng không bỏ, bởi vì em tính rồi, ở quê mình nó rất là khó khăn. Cây chuối này mình ngồi mình thu cái buồng nó, cái trái của nó thì mình bón ra thị trường, thì em có cửa hàng sạch rồi anh em liên kết. Nhưng mà là cái cây cũng không bỏ luôn, vì cái cây này em đưa vô má để nó băm Băm cho heo ăn á băm cho hả? heo. Cái heo đó là em nuôi tập thể luôn, em nuôi quần thể luôn, tức là em quay lứa 70 nó ra suối nó ở luôn. Nghĩa là em nuôi nuôi thỏ anh thỏ rông hả? Không thỏ rông, bây giờ mình không có tiền để mình bọc bọc lưới á, tức là mình bọc trong diện tích là 100-200 m² như vậy. Nhưng Thì mà em thỏ trong thỏ nó chung là một của 100 con heo đó là trong một diện tích đó là anh thỏ chung đó là thấy trên và ra suối nó luôn, ra suối đó. Nói chung nuôi vui thôi, không cần đủ ra. giỡn em, số lượng đó số lượng nhiều heo nhiều như vậy thì em phải Không, tính đầu ra chứ không, mà không heo đó thì anh nghĩ nếu mà em nuôi heo sạch như đó vậy thì bây giờ đầu ra rất là dễ, nhưng vấn đề em nuôi có hiệu quả là không thôi, đúng không? nói vậy nhưng mà cái chiến lược marketing mình có, tức là mình nuôi không đủ để khách Đúng hàng rồi chứ em nó nói như vậy mua. nó vợ nói thì nó vui vậy thôi chứ nuôi ai nuôi kinh tế mà nuôi 100 không con heo không mà không không thể tính đầu ra được nói là lỗi là chết. Nhưng mà vấn đề là không phải heo này em nuôi cơ bản là em nuôi có thành công hay là không thôi, chứ còn không nếu nổ nuôi được, thành bởi vì công không thì em lộn bón được rất là chứ. dễ. Nói chung là em là liên quan đến cái thanh niên là mình phải kiên trì bền, Em còn thấy phải đi em cũng ro lò mang cũng 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 có ý chí á, tại vì bền với lại phải lì chứ. Còn nói lý thuyết là nói một đường mà lột nẻo. đến thông qua cái mô hình chim trĩ của em trước đây thì thấy cũng tương đối phát triển rồi, nhưng mà thấy tình hình dịch bệnh anh nghĩ rằng cũng khó Mì khăn, nhưng mà thấy em trụ được như vậy mà không những trụ được phát triển nữa thì cũng mừng cho em lắm. anh thấy cái niềm mì không? Cái chuối này mình trồng được bao nhiêu rồi em? Tiền Chuối này em ghi cái ngày là ngày 1, ngày 21 tháng 12 dương lịch này. 21 tháng 12 dương lịch thì nó nằm tầm Chuối cái gần 5 mô tháng à? 1 21. 21 theo 4 tháng á, hơn 4 tháng. mà cái chuối cái mô đây là dân trong ngành là biết. Đúng, tại vì Nếu thật mà tình người Liên ra thì Phước cái chú mình cái mô là nó nhanh lớn, tại vì khi mới về không nhỏ rất là phải, nhỏ. nhưng mà cái giá trị của nó sau này nó lo cái bùn ghê lắm. Vật dưới là trồng bắp à? Bắp đây là bắp gì đây? Bắp lê hay là bắp gỗ đây? Bắp bắp thép. Bắp đỏ kháng sâu để mình nuôi gà rừng với nhỏ, Bắp đây là mình nuôi gà để rừng gà mình rừng trồng để sâu mình gà nuôi nuôi trại. chim trĩ á, với gà Đúng rừng rồi, hả? chim trĩ thì cái chuyện đối với em chim trĩ thì đơn giản. Ý là có chim trĩ ăn bắp bắp được không? Bắp hột chứ. Bắp hột được. Đây đây đây, cái này nó rất là khoa học, bởi vì nó về cái độ khoa học mà đất Tiên Phước mình mà làm như vậy được á cực kỳ khó. Em nói thử cho người khán giả xem thử như khoa học như thế nào. Thứ nhất là mình trồng cái chuối cái mô, tức là cái mục tiêu của mình là trồng cái chuối cái mô, Rồi. thì mình sẽ thu nhập trên cái chuối cái mô, Đúng. mình sẽ đầu tư cái chuối cái mô. Đúng. Nhưng mà bên cạnh cái chuối cái mô đó mình có thể lùm cỏ cho nó, Ừ. thì bên cạnh lùm cỏ đó mình sẽ trồng cái gì Ừ. đó, mình trồng bắp thưa 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 rất là hiệu quả. Dưới bắp á là cái gì, khoai lon, mà khoai lon nó không có cái dùng cái vòi của nó không có quắn cái bắp, nó không quắn cái chuối, Nó phát là mình triển thu trong một cái lúc thân, á. nhưng mà thu không ảnh hưởng gì đến Đúng cái chủ lực của mình hết. đúng, rồi mình thu một lúc là bo lại luôn, tức là đây là bo tàn.
ba tầng ví dụ như khoa học à, như ví dụ như hồi xưa nó là gọi như là sen canh nghệ thuật sen canh á, luân canh, sen canh, sen canh luân canh thì khó, còn này sen canh đó, nên một lá cốt của mình á là mình cốt một phát á là mình hiệu quả gấp ba lần anh mua mà đầu tư một cái chuỗi khác. Đúng rồi, chính xác, tận dụng được nguồn gốc mà thứ đấy. Nhất là nó lợi, lợi thứ hai là lợi được sạch cỏ nữa, đẹp lắm anh, chưa nói đến ao bướm nữa. Đúng rồi, nó lợi thứ nhất là sạch cỏ, thứ hai là phải giữ đồ độ ẩm được cái chuỗi nữa đúng không, chưa nói đến cái thầu cái cũ á, cái cũ của Khao Lon này nè, cũ Khao Lon, Khao Lon em là Khao Lon đỏ mà, Khao Lon tím, bí bí em trồng nhiều lắm, bí quanh bờ này, quanh bờ nó bí nhé, trái này. Dưới này bí cái phần này là đến quanh phôm luôn, quanh phôm. Vật này thì không có bắp mà bí với lại Khao Lon hả? Bí em chạy đường biên. À chạy đường biên hả? Vui. Ừ. Có ăn đâu, có không muốn ăn. Cái hua của nó cũng không ăn nổi. Nhiều quá, cái hua này ngon lắm luôn rồi, cái ra bông này, hé bông này là đúng bè luôn ấy á. Sáng ra hai đi xem ao. Ừ. Nó thử phấn. Thường đúng không anh? Nè. Ừ. Nè, té này. Thường té nhiều ghê luôn nè. Bấy thì có lẽ ngon, thấy nhìn té nó. Nhiều, chưa đọt tai rồi. Thì đó dậm hơn rồi. Dậm hơn rồi. Cái này lấp này phải đánh giáo kỳ sao cho vậy, đi dễ lầm thì dễ dậm. Biết chứ, trồng em biết, cũng nhận được. Nghĩa là trên cái form này thì hiện tại thì bây giờ còn mới đầu tư cơ bản, ban đầu thì mới trồng chuối thôi. Bên cạnh đó thì sen canh sâu lon, bí và bắp thôi, chứ cũng chưa có đầu tư gì nhiều hả? Cũng không có gì đầu tư. Ừ. Cái cây cô cấp là còn đơn giản hơn. Thì tương lai em có phát triển thêm cái gì nữa, phát triển thêm là nuôi heo hả? Rồi còn gì nữa không? Em mua trăm heo em nuôi rồi đó. À, trăm heo là khu vực em rồi, em chỉ rồi á, ngồi là còn gì nữa, thọ có hả? Anh nuôi ốc bưu đen. Nuôi ốc bưu đen cho vui thôi chứ. Ừ. Đầu ro thì em không sợ, nhưng mà nuôi cho vui với là cộng căn tôi cũng lấy. Không, trên đây thì anh nghĩ anh nên đầu tư ốc bưu đen được em nghe. Bưu đen ở dưới nhòa có rồi. Dưới nhòa em nuôi nhiều mà. Ở dưới nhòa nuôi rồi hả? Đúng rồi, cái phôm dưới nhòa đây. Trên đây em vẫn nuôi ốc bưu vẫn tốt, tại vì trên khu này khu so khu dân cư á, bưu vòn không bị xâm lấn. Đúng rồi, với ông ninh ăn trộm á. À, ông ninh bây giờ khu này cũng tốt hả, tại vì ngồi so mà biệt lập không, biệt lập cũng mệt mỏi lắm, nó so quá nó cũng mệt hả? Không ăn cái kiểu như cái cuộc sống cái xã hội à, nó nhiều cái phiền mà cần nói à, cái hiểu là... được cái mà tận dụng á. Ừ. Cái đập nước để em cho bát nước đúng qua rồi, đúng rồi. Mình nó là lợi dụng tự nhiên. À. Nói chung cái này là ưu điểm cả là mình có cái thế. Nghĩa là em sẽ chán cái dòng suối này và em mở nước trực tiếp vô trong cái phone mình. Nhưng mà cái này là cái đánh giá là địa thế là quan trọng. Đúng rồi. Tức là đúng anh phải rồi. Chọn cái địa thế phù hợp. Chứ còn không phù hợp á thì anh phải đưa những cái nguồn nước hoặc là anh khoan. Nói chung là nhắc nước. Cái đó là em hiểu rồi. Nhắc nước gì phân? À đúng rồi. Okay. Cái anh hỏi nè, cái khu này em có khổ sót thử mà bây giờ mùa nắng có bị còn nước không? À, mùa nắng cục bộ thì không bị, bởi vì còn nước tù là em bơm được ở 23 một thoáng em bơm 23 lần là cua có thoáng nó xong. À nghĩa là cái định điểm là chỉ một hai thoáng là nó sẽ bị đứt nước hả? Chứ còn mình còn xuống... nếu mà năm nay thời tiết ổn định đây là không bị. À, tại vì em đánh gió rất là cô. Nhiều ấy mà. Bởi vì ngấu rồi chứ à, cái này gọi là tự động luôn rồi đó. Bây giờ mình áp dụng công nghệ 4.0, 4.0 không làm được. Thì tất nhiên rồi, mình làm phôm thì mình làm hướng theo hướng hữu cơ, hướng tự nhiên là tốt hơn. Nhưng vấn đề là em này, em mua thêm cái khu này. Em đầu tư thế mà nước tự nóng chủ á, nên em có thể nuôi thêm một số vật nuôi nữa thì có thể là nó dễ phát triển hơn. Cái chú cái mô mà nếu ở quận Nô mình, cái chú cái mô đây là gọi là đẳng cấp. Chú cái mô này là cũng trồng cùng lực dưới kia đó hả? Đúng rồi. Bây giờ mình quay ngon thấy ghê rồi. Chuối đẹp á. Đẹp nè, chuối đẹp nè. Để quay từng ngày luôn anh. Ừ. Đi phía trước đi. Nói thiệt với anh chứ em cũng nhận nó mà em cũng em mệt. Không, chuối em trồng thứ nhất là rất là đều, tầm ngon mấy cái chuối mà anh thả vô anh quan sát, anh thông quan thì thấy chuối em phát triển rất là đều luôn. Em được cái là không tốn một công nữa. Thoáng cái chuối cái mô như vậy là rất là nhanh lớn. Anh à. Đấy. Em không tốn công ấy, tự em lồn. À. Bởi vì bây giờ kêu ngày công 200.000 tiền bây giờ cũng căng quá. À nghĩa là em tự bỏ sức đó, em lo ha, nghĩa tự. Là ban đầu là chỉ có thuê máy móc rồi nó làm hố cho mình thôi, còn rồi ra còn thì tự em thiết kế em tự thiết kế em lo ha. Cũng giỏi đấy chứ. Chứ không kêu một công nó không tốn một ngàn hết. Ừ. Cái rồi lần đến nữa. Ủa, em làm giỏi nhưng mà cỡ hectare này mà mình em làm được quá giỏi đi chứ. Mô em bo khâu đi anh. Bo khâu nè, bo hết rồi. Ấy là nhiều khâu nữa. À.
khu Diêm Trĩ, khu Nhật Hòn nó nữa chạy. À, khu Diêm Trĩ, khu Nhật Hòn ở dưới nữa. Rồi trang trại bên kia nữa. Vợ đi học. Mọi người thấy chuối cái mô đẹp không ạ? Quá đẹp luôn á. Theo mình mới cái chuối đây trồng 4 tháng mấy, 5 tháng. Tiếng mà trồng đây là cánh á, đẹp á. Quá đẹp đây. Mọi biết giờ mọi người biết cái chỗ cái mô rồi à, mới cây mới về nhỏ như một chiếc đũa như vậy. Chiếc đũa ăn cơm á. Rất là nhỏ. Nội đâu loan này. Nên loan cái ngọn. Cái giai đoạn đầu của cái chuối cái mô nó chậm, rất là chậm phát triển mọi người. Nhưng giai đoạn này rồi đi là cái chuối nó ổn định rồi, nó phát triển rất là nhanh. Rau loan, nổi rau loan, ngọn loan này. Không, nổi rau loan, ngọn loan này bón không đủ tiền rồi thì cái giá rất là nhiều luôn. Cái ý tưởng nào mà bây giờ đưa em đến với lại cái phun nông nghiệp này? Hồi trước kia thì thấy em là chuyên là về cái mở nhà hàng và cái nuôi chim trĩ. Nhưng mà thời gian thì em nêu như em chia sẻ thì em cũng mới nuôi cái lồng cái phun nông nghiệp này. Thì em có thể nói cho khán giả biết xíu được không ạ? Ý là khi nói đến nông nghiệp á, là mọi người nghĩ là nông nghiệp là cái gì khó khăn. Ừ. Nhưng mà khi con người chúng ta mà đạt được cái tầm nhận thức á, ừ, sau này mình có thể làm bất cứ việc gì. Ừ. Công nghệ thông tin hoặc là đi marketing đi ấy, nhưng mà thực sự là nó nuôi sống con người chúng ta là nó chiếm đến 80% nông nghiệp. Ừ. Nên mình hiểu cái vấn đề đó, mình làm. Tất nhiên mình làm là mình làm ốp đổ á. Ừ. So với ở quê là mình làm mình. Bởi vì cái nhận thức của mình là làm cho đến nơi. À. Còn không thì về chơi thôi, không có nên làm. Cái phô em bây giờ em có ý tưởng gì cho, nếu em có ý tưởng phát triển nào này cho cái phô mình nữa? Ngoài việc nuôi heo thì em có ý tưởng trồng thêm cây gì hay như thế nào? Em là ý tưởng rất là nhiều. Bởi vì thực tế là trong túi em không có tiền, nhưng mà em có thể tự dựng ra cái phô nó đẹp á. À. Thì em nghĩ đối với em Nam bản nghìn cây cao dưới này cũng bình thường. Em trồng cao rồi em nuôi mấy con vật em nuôi chơi á. À. Cực kỳ kinh tế. Nghĩa là cực kỳ hiệu quả. Cái định hướng cái phong của em sắp tới là sẽ bước đầu là sẽ nuôi heo, trăm con heo. Một trăm heo chỗ này. À, trăm heo chỗ ra bên nhà. Nuôi heo là nuôi chơi. À. Cũng nuôi để là gọi là ngắn gọn. Bởi vì dù sao con heo nó còn vẫn thua gò. À quên, nó con heo nó vẫn ngà thoáng, nó vẫn nhanh hơn gò. Nhanh hơn gò đúng rồi. Đúng, nên in cho con heo nó nha. Nó nhanh hơn in con gò. Ừ. Nên em không có đánh giá cô về cái lợi nhuận kinh tế. À. Tất nhiên là em lồn em lại tính. Ừ. Nhưng mà cái về lâu về giờ là kiểu như nông nghiệp và cỏ cái huyện Tiên Phước này là gọi là nghỉ dưỡng á. Ừ. Thì mình đầu tư cây cao hoặc là cái cây gì mà nó mong cái tính mà bảo vệ môi trường á. Ừ. Bởi vì là em lồn mấy năm đây là anh em đến đầu nguồn đây là học tập lồn theo trồng xưa trồng đồ á. Ừ. Là nguồn nước bây giờ nó ổn định đây nè. À, nguồn nước thấy cái vấn đề máu chốt của mình là môi trường. À. Còn mình trồng cao trồng đồ á là mấy anh em thương mại là họ hiểu. Ừ. Tức là làm kinh tế á, làm kinh tế là họ lấy tiền là kệ họ. Ừ. Năm bao nhiêu tỷ rồi gì đó kệ họ, nhưng mà mình được cái là mình có cái khu để mình sinh thái chốt, cộng với lại là mình có kinh tế. Ừ. Cộng với lại là mình không có lao động nhiều. Bên cạnh đó là cái cây cao với cây xưa á nè, nó lên nha, đời thông rồi là dưới là mình nuôi con heo con đồ á. À. Thì lấy ngắn nuôi dài. Thậm chí là anh em nông dân bây giờ là ở quê nó cũng có công ty rồi đó. Ừ. Thì họ mở công ty ra thì mình đi lồng nhân, mình đi đồ xưa, đi lồng keo rồi mình kiếm tiền mình sống. Thì mình về mình có cái vườn rất là ok, đẹp. À, nghĩa là mình tận dụng những cái ngắn ngại để mình phát triển những cái cây lâu dài hơn. Nhưng mà phải nghĩ già họ. Ừ. Rồi, hôm nay thì rất vui được đến tham quan cái farm của em. Thật sự hồi nãy giờ qua tham quan thì cái farm của em rất là tuyệt vời. Thứ nhất là cây phát triển là tốt. Em tận dụng được cái nguồn nước cái nguồn nước tự nhiên á, em đưa thực tiếp vào cái phong của em. Đúng rồi. Theo cái anh quan điểm của anh á, nông nghiệp á thì cái quan trọng nhất là cái nguồn nước. Nhất nước. Sau đó thì không tốn tiền vào. Đúng rồi. Em có heo má bơm mà em không hụt động luôn. Nên em tận dụng được điều đó nên cái phong của em phát triển là tốt. Rồi, anh không gì hơn chúc cái phong của em ngày phát triển hơn nữa và cuộc sống gia đình em còn ngày còn vui vẻ hơn nữa. Hạnh phúc hơn nữa. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Rồi bắt tay cái này. Vui rồi. Rồi. Hấp dẫn đây. Rồi.